Lời hứa hoàn tất. Khi bạn đưa ra một lời hứa, cần có nội dung lời hứa, người hứa, người nhận lời và thời hạn hoàn thành. Hoàn tất là khi bạn đã hoàn thành trọn vẹn cam kết, lời hứa và nhiệm vụ của mình mà không tốn thêm một đồng, một giây hoặc một chút sức lực nào để hoàn thành nó nữa.